môi trường ngày càng ô nhiễm, khí hậu biến đổi thất thường, lạm dụng thuốc Tây y là những lý do khiến tỷ lệ người dân mắc viêm xoang tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Không chỉ làm suy giảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống bởi các triệu chứng khó chịu cho đường hô hấp của người bệnh, viêm xoang còn có thể biến chứng thành những bệnh nguy hiểm hơn như viêm tai giữa, viêm phế quản, suy giảm thị lực. Bệnh viêm xoang là tình trạng viêm nhiễm lớp niêm mạc lót trong các xoang, gây tắc nghẽn lỗ thông xoang, khiến dịch nhầy ứ đọng bám vào thành xoang, gây nghẽn và hình thành mủ trong xoang. Đặc biệt là trong điều kiện môi trường sống ô nhiễm, nhiều khói bụi và sự thay đổi khó lường của thời tiết như hiện nay, căn bệnh viêm xoang ngày càng trở nên trầm trọng và khó điều trị hơn. Bệnh viêm xoang của y học cổ truyền thì đấy cũng là một cái chứng của bệnh về phế. Phế nó khai khiếu ra mũi, thế cho nên là đấy cũng là một bệnh thuộc phế về khí. Thế và cái khi mà cái phế và cái khí nó kém thì sự thở của chúng ta sẽ không được lưu thông. Viêm xoang y học cổ truyền thì nó cũng ở một cái là cái nó thuộc và cũng là chứng nhiệt. Nó có nhiều loại, ví dụ như xoang hàm, xoang trán, xoang bướm này và xoang sàng và xoang sàng và xoang và viêm có những người là viêm đa xoang, là gần như là tất cả các xoang đều bị viêm thì gọi là viêm đa xoang. Cái bệnh viêm xoang thì nó cũng nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ là khi mà viêm mà nó cấp hoặc mãn nhưng mà nó ở độ mức độ nặng ấy thì toàn bộ cái bề mặt xoang đấy nó có mủ. Và nếu như đi đến bệnh viện Tây y ấy là người ta còn phải mổ, còn phải phẫu thuật và người ta phải lạo các cái dịch của cái xoang đấy. Thế hoặc là người ta phải hút được các cái dịch xoang ấy ra. Thì đấy là bên y học hiện đại. Thế thì đấy như là tôi vừa mới nói thì nó cũng tương đối nặng, nếu như chúng ta cũng phải đi phẫu thuật rồi chúng ta cũng phải đi hút thì đấy là những các cái mà nó để lại những cái nặng khi mà cái bệnh viêm xoang mà gặp phải. Bệnh này đa phần do vi khuẩn và virus gây nên, có khả năng lây truyền sang người khác. Mức độ lây nhiễm tùy vào loại vi khuẩn và sức đề kháng của cơ thể. Viêm xoang diễn tiến theo hai cấp độ, cấp tính và mãn tính. Viêm xoang cấp tính xuất hiện trong thời gian ngắn, khoảng dưới 4 tuần. Trong khi đó, triệu chứng viêm xoang mãn tính kéo dài hơn, thường trên 12 tuần. Việc hiểu rõ nguyên nhân triệu chứng bệnh sẽ giúp người bệnh lựa chọn được những giải pháp chữa trị hiệu quả nhất. Trong đó, ngày càng có nhiều người bệnh dùng thuốc đông y chữa viêm xoang với nguyên tắc chủ trị từ gốc. Phương pháp chữa bệnh theo đông y chủ yếu là dùng các phép thanh phế, tiết nhiệt, giải độc, khu phong tán hàn, tư bổ thận âm đã minh chứng được hiệu quả trong thực tế. Trong đông y học cổ truyền thì rất phù hợp cho cái viêm xoang mãn tính. Đấy, thì khi mà chúng ta dùng những các cái thuốc y học cổ truyền thì nó có một phần nào nó phòng bệnh và phòng cái bệnh viêm xoang và nó điều trị cái bệnh viêm xoang ở chỗ là nó ngăn ngừa cái sự tiến triển của bệnh viêm xoang nặng hơn. Thì đấy là và có một phần nào đấy nó cải thiện để nó có thể điều trị khỏi. Có một số người là chữa và điều trị vẫn khỏi được bệnh viêm xoang. Cái ưu điểm của đông y mà chữa viêm xoang thì nó nổi bật ở cái chỗ là cái tính sát khuẩn đường mũi. Khi mà chúng ta ví dụ như có những cái bài thuốc xông của y học cổ truyền thì khi chúng ta xông thì cái hơi của các cái tinh dầu của các cái vị thuốc như bạc hà, lá bưởi, vân vân
thì nó sẽ đi vào đường thở của chúng ta và nó len lỏi trong các cái ngóc ngách, bởi vì xoang nó rất là sâu thì nó có thể là nó rửa hoặc nó sát khuẩn bề mặt. Thế cho nên là nó có hiệu quả trong cái vấn đề là nó làm se khô hoặc nó loại trừ hoặc nó diệt được cái vi khuẩn mà ngay trên bề mặt của cái xoang viêm đấy, hoặc là nó làm mềm, nó làm loãng các cái dịch đờm ở trong và nó chảy ra ngoài để nó sạch hơn, thì nó sẽ có hiệu quả trong vấn đề điều trị. Thực hiện xông mũi bằng thảo dược là cách làm đơn giản nhất mà vợ chồng anh Nam chị Thảo hay thực hiện để giúp giảm các triệu chứng viêm xoang một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Phương pháp này đơn giản với những loại thảo dược như tía tô, bạc hà, bổ công anh, xà, dễ tìm, dễ kiếm tại các hàng bán thảo dược và không tốn quá nhiều chi phí khi thực hiện hàng ngày. Mình sử dụng cái bài thuốc đấy từ năm 2013. Thì sau đấy những cái năm mà thời tiết nó thay đổi thì mình chỉ bị một tí thôi, thì mình lại xông lại. Mình có sẵn mà, nó khô, xong mình lại đun, mình lại xông lại. Nhưng năm nay tuyệt nhiên mình chưa bị một lần nào. Tại vì là thời tiết có thay đổi nhưng mà mình lại thấy mình đỡ hẳn ra. Xoang có nghĩa là mọi thứ là mình ok hơn những năm trước. Những năm trước là vất vả lắm, xoang nó sốt xong là nó khó chịu mọi thứ. Các cái thuốc của thuốc Nam và y học cổ truyền ấy, thì trong cái bệnh viêm xoang thì chúng ta cũng không cần phải chú ý cái gì. Thế nhưng mà trong khi mà chúng ta làm và chúng ta điều trị, tức là chúng ta điều trị, chúng ta có thể nhỏ, chúng ta uống, và trong cái đợt điều trị đấy thì chúng ta tránh ăn các cái đồ cay nóng, bởi vì chúng ta đang chữa để kháng viêm. Đấy, thì là nó sẽ có hiệu quả hơn. Thế và chúng ta đi ra đường, chúng ta phải bịt khẩu trang, nếu không là bụi, thì cố gắng một cái môi trường nó tốt hơn. Và tránh, nhất là tránh mà nằm điều hòa ấy, bởi vì cái không khí điều hòa làm cho khô các cái niêm mạc, thì nó sẽ đỡ hơn. Nếu như chúng ta không nên nằm điều hòa, ra đường thì phải đeo khẩu trang. Thế và phải thường xuyên vệ sinh. Và tốt nhất là buổi tối về mà rửa được cái mũi, thì đấy là rất là hiệu quả trong bệnh viêm xoang. Và hy vọng là nếu như làm tốt thì chúng ta sẽ không mắc cái bệnh viêm xoang, vì chúng ta phòng bệnh tốt rồi. Ngoài những cách dùng thảo dược, trong đông y còn dùng liệu pháp chữa bệnh viêm xoang không dùng thuốc, như châm cứu, bấm huyệt và phương pháp đang được sử dụng ngày càng nhiều hiện nay là cấy chỉ. Phương pháp cấy một đoạn chỉ tự tiêu trên các huyệt như huyệt nghinh hương, huyệt thừa khấp, huyệt quyền liêu hay huyệt ấn đường, những huyệt xung quanh vùng xoang. Các đoạn chỉ lưu lại tại vị trí huyệt trong 15 ngày giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, cải thiện tình trạng khó chịu do viêm xoang gây ra một cách hiệu quả cho bệnh nhân.